xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi bất động sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay em sẽ review một căn nhà mái thái thuộc khu Di Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua nhà để ở hoặc là đầu tư thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là căn nhà mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Căn nhà này có diện tích là ngang 4,3 và dài 30, tổng là 130 m2, thổ cư 100% sổ sẵn. Nhà này thì khoảng tầm một tuần nữa là xong nha cả nhà. Hiện tại là thợ đang làm, thợ đang làm và nhà này thiết kế là gồm một phòng khách, đây chính là phòng khách này. Tiếp đến là phòng uh, phòng ăn đây, phòng bếp đây ạ và kế tiếp phòng bếp là phòng ngủ nha Thì khi mà làm hoàn thiện xong lắp đèn vô thì nhìn đã rất là đẹp giống như trong hình em để phía bên góc ha à, đây phía bên trong này đó chính là phòng ngủ phía phía dưới này phòng ngủ phía dưới này thì thuận tiện cho nhà có con nít này người lớn người già đây là nhà vệ sinh phía đằng sau và đằng sau đây thì chủ có thiết kế là một cái sân này có thể là trồng rau trồng hoa này rồi phơi quần áo nha đằng sau cái bức tường bên kia thì có một mét lối đi thoát hiểm nhà thì nhìn rất là rộng rãi và thoáng mát nếu mà một gia đình ở đây thì rất là rộng luôn tại vì à, trên gác lửng á, có hai phòng ngủ và một toilet nữa nha thì bây giờ chúng ta đi lên gác lửng xem nè Cầu thang này Cầu thang đá nha cả nhà Bữa sau sẽ lắp kính cường lực nữa Thì nhìn cái cầu thang Nó sẽ rất là sang luôn Thì khi hoàn thiện thì cũng giống y chang như trên hình Mà em để Thì đây vị trí này chính là phòng thờ Nha cả nhà Đây vị trí này là phòng thờ này Tiếp đó là một phòng ngủ này Phòng ngủ đầu tiên của Trên gác lửng à, Thì chủ có lắp hệ thống uh, um, máy máy lạnh nha cả nhà nha đây là phòng ngủ thứ hai nè phòng ngủ thứ hai thì chủ có thiết kế cái cửa sổ phía đằng ngoài này nhìn không gian ở ngoài nhìn rất là rộng rãi luôn nha cả nhà dân cư ở đây cũng rất là đông đúc rồi và bên đằng bên hông này thì có nhà vệ sinh nè đây chính là nhà vệ sinh phía trên gác lửng nha cả nhà thì đó là tổng thể của căn nhà khi mà hoàn thiện lên thì nhìn có rất là đẹp và rộng rãi luôn. Vì thế là quý anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư căn nhà trọ này thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi thông tin sổ sắt à, cho tất cả quý anh chị và các bạn xem. Và điều đặc biệt hơn thì căn nhà này có hỗ trợ vay ngân hàng cho những quý anh chị tài chính không không đủ ha thì cái bức tường này thì chuẩn bị là chủ sẽ ốp ốp gạch lên nhìn sẽ rất là sang thì giống như trong hình luôn và sân này thì chúng ta để sân thẻ, xe hơi thì rất là rộng rãi và thoải mái có thể trồng cây xanh đằng trước hoặc là hoa phía đằng trước nữa đó là tổng thể của căn nhà ở đây thì là khu di cách chợ với khu công nghiệp thì khoảng 500m thôi rất là gần cả nhà cũng thấy phía đằng trước đây dân cư ở rất là đông đúc rồi đúng không ạ rất là thuận tiện để chúng ta anh chị em đi làm luôn Tại vì nó sát khu công nghiệp Trung tâm của Mỹ Phúc 3 Tập trung đầy đủ tất cả các tiện ích xung quanh Vì thế quý anh chị và các bạn quan tâm Thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé Em xin kết thúc video ở đây Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại ở những